Con xin chào cô chú, con tên là Hạo Nam. Hôm nay con đi về miền Tây. Con sẽ hát một bài hết sảy. Đây, hát một bài hết sảy để tặng cho mấy cô mấy chú nghe ha. Rồi con hát đi, hát lớn lên. Dẫn anh theo em về mà miền Tây, thằng Chí Lát không chuyện ai về là mình đây. Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay, anh cứ nhậu thoải mái có xỉn em vào thay. Ý chủ ba đem qua thêm con cá lóc, cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây người ta nhậu ăn hết sảy, nhậu không thấy trời mấy, không say là không về. Oh my god. Chào tạm biệt các cô chú. Con xin hết rồi, chút xíu nữa con hát tiếp ha. Rồi. Ơi chờ xe hồi sáng giờ luôn, giờ xe mới tới nè. Hello, chào mọi người nha. Giờ mấy anh em mình đang đi về Long An, đi bữa nay đi chơi về Long An. Mình với ông anh với bà chị với đứa em với mấy đứa cháu giờ đang trên đường đi đây với con tiếng mà ở đâu Thảo, ở Tầm Du hả? Châu Thành. Bữa giờ không có lên video được cũng buồn lắm, nhớ mọi người ghê luôn á. Ủa cái này nó hiện à bấm vậy luôn đó hả? Camera đó. Cái này đâu vậy? Rồi. Chạy tới mới cập lên chứ. À giờ mình không hả? Giờ mình không thì kẹt xe đó. Tụi nó đó. Thầy Sơn hay Thái Sơn? Thầy. Đó, cái bản này ở dưới cầu Thầy Sơn thấy không? Bản dịch đó. Gà vịt nướng Thịnh Phát. Ngay cầu Thầy Sơn. Sáng là tính đi xuống tới chỗ khoảng 8-9 giờ. Mà đợi trục trặc riết giờ đi chưa tới chỗ nữa là 1 giờ rồi. Giờ xuống dưới không biết còn gì ăn không biết. Anh. À, xuống dưới còn gì ăn không? Thanh xuôi hả? Có mua vịt quay theo. Vườn cam, vườn quýt gì không Thảo? Thanh long không hả? Thanh long mùa này như nó đâu có trái đúng không? Trái nó bỏ đầy. Để lắc vô coi thử. Mình bán 5 tờ. Giờ mình tiếp tục cuộc hành trình nha, cũng sắp sửa tới nơi rồi. Chút nữa tới chỗ rồi. Cái cửa nào, cái xét mà. Ủa con cửa nào? Được chưa? Để cửa sau rồi. Cái đuôi sao? Cốp á hả? Lúc nãy vừa có mở không? Có. Thì phải mở bỏ dịch vô. Đứng thẫn thờ rồi lặng nhìn dòng sông, nhìn em bước theo chồng.
tới quê rồi. Về tới quê rồi nha mọi người. Ủa cái này cái vàng gì vậy anh? Lá gì vậy? À thanh long mà nó bỏ không tới không làm giờ bỏ đi bỏ lên. Lá mơ hả? Lá mơ chứ không phải bơi. Nó cột rồi làm sao nó ra được. Trời cây đu đủ trái quá trời luôn. Cặp đó. Ông nhân về hả? Nghĩ vậy đâu, giờ đi quay hả? Dạ đâu có, nãy giờ xong tôi đi nằm chờ giỏng nha. Cái nhãn là... Ở đây có mấy cái giỏng hồi nãy sao mình không ghé đây mình nằm. Trời ơi, không thấy hả, không biết hả? Nãy đâu thấy đâu, tại ngồi xe nó phức đó đâu thấy. Không về, đi cánh chơi. Đi không, đi không? Đây là cái vườn thanh long người ta đang thu hoạch. Ủa anh nghe nói ngày mai em mới cắt nè, sao bữa nay em cắt sớm vậy em? Thì em tính ngày mai em mới cắt nè, nên là sáng em tưới. À, bây giờ thôi để anh đi một vòng tham quan cái khu vườn của mình nha. À, bây giờ mình mời mọi người cùng theo chân mình tham quan một vòng cái khu vườn thanh long ở đây. Ở đây thì đa số họ trồng thanh long rất là nhiều nha. Rồi mình sẽ xem coi họ cách thu hoạch là họ vận chuyển như thế nào nha mọi người. Thanh long á, họ cắt thanh long xong cái họ thả xuống dưới chân thì có rơm đó, nó không có bị dập. Sau đó rồi họ thu gom bằng những cái chiếc xe rùa họ đẩy ra nha.
Theo như mình nhìn thấy thì ở đây họ có hai cách để vận chuyển. Cái cách thứ nhất là những cái nhà vườn mà họ trồng ở bên trong, sâu bên trong á, mà cái đường nhỏ xe tải vô không được thì họ sẽ vận chuyển bằng những cái chiếc xe máy. Họ căng từng giỏ rồi họ chở ra những cái điểm tập kết gọi là tăng bo ra ngoài đó. Còn ở đây thì cái tuyến đường này xe lớn nó vô được, cho nên là họ chỉ thu hoạch ở bên trong, xe rùa họ đẩy ra đây xong rồi họ chỉ vác lên xe thôi. Rồi sau đó xe tải nó sẽ tập kết về cái điểm thu gom lớn để chuyển đi những nơi khác. Như ở đây mấy bạn nhìn thấy đây, đây là khu này là cái đường nhỏ lắm, xe hơi vô không được. Cho nên họ sẽ tăng bo, họ chở từng giỏ ra ngoài nha. Cái anh này thì ảnh vừa chắc lên cho anh kia chở đi rồi, thì bây giờ tới lượt ảnh. Ở đây thì họ làm rất là chuyên nghiệp, tại vì người lao động ở miền Tây thì thường thường là đa số là họ chỉ trồng cây ăn trái, đến mùa thu hoạch thì công việc của họ là chỉ như thế này thôi. Mình thấy một giỏ này nó cũng nặng lắm đó, cũng khoảng 40 mấy ký đó, nhưng mà họ rinh rất là khỏe. Cái vườn thanh long này thì họ đã thu hoạch rồi, thì bây giờ nó đang chuẩn bị ra tiếp trái non nha mọi người. Bây giờ tre tàn thì măng mọc, trái kia ăn rồi thì trái non bắt đầu đang tấn lên.